hai đứa nó minh bằng con nói mà con phát biểu là cảm tưởng là minh bằng con nói rằng sao chưa được sửa nữa. Đi qua bên này. Ủa, bắt đầu một mấy chú quấn. Giờ bắt đầu có mấy cái quán nữa, mai mốt là quán tùm lum tùm la hết rồi. Hết đẹp luôn. Rồi chị.
hai đứa nó đứng bên kia. Cái này á, có một loại bánh bò nữa mà người ta để cái khúc dừa cho anh á, hoặc là người ta để người mà ăn cũng ngon. Nhà này con không thấy. Thôi bữa nay không thấy, bữa nay không thấy mắm. Bánh bò thốt nướng này có mặn của trái thốt nướng này mà còn có bột thốt nướng đa phần nữa, còn bột trái thốt nướng chính đa phần nữa. Bột nhỏ có lên men thành bằng bánh bò thốt nướng bạn. Tối nay thì còn nhiều mặn đường ăn mua bánh bò thốt nướng không ship cho bữa hổm không biết Dung có mua không ta, tự nhiên Dung không có ăn này cho mình bà phận. Bữa nay là 31/12 là mấy đứa nhỏ nó lên đầy đồng. Nhìn giống mùi mùi xé vậy. Cái gặp bò nó sủa gặp đường vô chỗ này. Bây giờ ta lấy trắng xi măng rồi vô cũng êm. Chuẩn bị đi tiếp. Dạ học buồn hả? Dạ thi buồn. Thi buồn. Có xe mày nằm ngủ dưới. Tại bữa nay tôi thấy người ta nữ mà sao mặc đồ bộ nón dốc ở nhà đi học về ngủ nhau đi trống đi chơi. Tôi cho nó. Làm tay làm chân gì làm kiểu gì đó trời, đứng gì à, đứng gì mà cứ ngơi cứ ngắt vậy, giơ tay giơ chân gì làm kiểu cỏ tin giống
Thì mỗi năm thứ bảy chủ nhật ta làm sẵn để cho ta sợ phát xa luôn kịp á. Để mượn hoàn cảnh thôi. Đó, nãy là kèo มันยังติงมาเกมมาบ่ได้มันบ่ยิงมันก็ติงโจลมันได้นะติงค่ะยิงมันเจ็บมันก็ติงมันก็ลึกลึกบ่ลั่นมันเอาคืนใส่ก่อนลึกลึกกันจึงไปลึกมือใส่ค่ะกรอมมอนนั้นนะนี่เพิ่นเออแต่นี่ล้างเอาคือบ่ได้กรอมมาเลยเนี่ยใส่กลางกลางมา cái này củ tỏi đồ lòng gan gan nướng gan đốt nắng chút gan đốt nắng chút nha mà con. Quán này là cái quán ở cuối đập ô thôn bỏ xã ông Lâm. Cái này là ông chủ nè, ông chủ lớn nè, nhìn cái bụng ổng là biết là ổng là ông chủ rồi nè. Ông chơi tiếp khách không có mặc áo luôn, chỉ mặc xà lõn thôi. Như vậy mới là ghê chứ. Đây nè, còn món đặc sản. Ở đây thì chỉ bán có món này à, phải không? Món này khô bò. Khô bò hả? Dạ. Xào ba dao, nấu cháo. Khô bò, xào ngá ra. Dạ. Cái này thì ăn với gì cho? Ăn với cơm. Cơm. Cơm với gỏi đó, bao nhiêu đó đó. Cái này là gà đốt lá chút. Chủ quán người Khmer nha. Nói tiếng Khmer luôn nè. Đó. Ông nói tiếng Việt, ông nói đôi đớ đôi đớ luôn rồi. Nó chơi nhậu nguyên một cái lưu lưu tư. Lưu lớn lưu trời. Nó nhậu nguyên lắm nha con. Ba ngoài ăn con gà còn heo này. Làm hết luôn cái đợi gì nữa. Mà ăn xương cũng không có bỏ nó như xương mình cũng dạy cho chó ăn. Tại vì ở mình vô kiếm chỗ quay thôi. Quán này là quán nhất à, ở gần đầu đường thì cũng có mấy quán nhưng mà mấy quán nó mới ra tầm này thôi. Dân chân thì người bán phượt ở đây là xuống hồ hoặc là hồ Sài Son. Ở đây nó đứng ngừng lại cho những chụp hình. Chụp ở đứa nhỏ tắm cho. Nó là hồ Sài So ở núi Tây. Xã Phú Tây. Có mấy nhóc này nó xuống tắm. Mấy nhóc này người Khmer. Chơi nè. Đám kia đám phường riêng. Mình dám ngay sơ sơ.